Rồi. Giờ lấy kẹo cho Su Su đây. Kẹo đây. Giờ Su Su nói làm sao? Chào mẹ. Dạ thưa cô ba. Dạ thưa cô ba. Cho con ăn kẹo. Con cảm ơn cô ba. Cảm ơn cô ba. Dạ. Cúi đầu xuống. Con nhớ đem về cho em ăn với nha. Dạ. Thành túi ra. Thành túi ra. Thành túi ra chút vô. Thành túi ra. Thành túi ra đi. Bỏ cái bọc này xuống, hai tay ấy kéo miệng túi ra, để cái bọc xuống, miệng chút lấy lên, để bọc xuống đó. Rớt đó con. Để xuống bánh đi. Rồi thành hai tay thành túi ra. Đúng rồi, thành túi ra. Thế nào? Đúng đó con. Rồi về cho em ăn với nha. Dạ. Dạ đi con. Con cảm ơn cô ba. Con cảm ơn chú Quỳnh. Rồi đem về cho em ăn nha. Rồi đi đây. Rồi hồi đó. Đi về đó. Đạt được mục đích rồi đó, đi về đó. Về cho em ăn với nha. Rồi, bye bye.